Hello, xin chào anh em. Vào một buổi chiều mình đi vào vườn hồng nhé anh em nhé. Đây là cái vườn hồng của mình. Mình năm nay là không vào được phân rồi anh em ạ. Mình đã cuốc sắn rồi nhưng mà thời tiết khô, hanh khô thì mình chưa vào được phân. Tình hình là mình sẽ phải qua Tết thì mình mới vào được phân nha anh em nhé. Và buổi chiều hôm nay là mình có đi vào vườn để ghép một số cái cây hồng bảo lâm. Cái cây hồng đu đủ của mình thì nó cũng sai và nó cũng được mùa nhưng mà giá cả nó thấp quá anh em ạ. Vì vậy là mình sẽ phải chuyển đổi cái cây hồng bảo lâm vào để tăng thêm năng suất. Cái hồng đu đủ thì giá cả nó thấp hơn rất là nhiều. Vì vậy là cái công chăm sóc của mình nó lại không đạt. Vì vậy là mình sẽ phải ghép một cái cây hồng khác, và tiện thể mình đi ghép thì mình sẽ quay cho anh em. Mới bắt đầu vào học ghép thì mình sẽ chia sẻ để anh em được biết cách ghép nó như thế nào, và mình sẽ chia sẻ cách ghép nó đơn giản nhé. Như cái cây này thì mình mới ghép được 2 năm, và năm nay thì cũng đã sai rất là nhiều rồi, 2 năm 3 năm gì đấy rồi, mà năm nay thì cũng đã sai và cho quả khá là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ ghép và mình sẽ chỉ từng bước một để anh em vừa mới tập ghép được biết nhé. Và giờ mình sẽ tạm dừng để mình đi lấy một cái mắt ghép, một cái ngọn mắt ghép. Đây là cái cây mà mình sẽ chuẩn bị ghép vào nhé anh em nhé. Năm ngoái thì mình cũng đã chặt đi và mình để mọc một 2-3 cái mầm non, và năm nay mình sẽ ghép hồng bảo lâm vào. Đây là 3 cành, và mình sẽ ghép cành hai nhánh này, mình ghép cành và mình một nhánh là mình sẽ ghép mắt nhé. Và giờ mình sẽ tiến hành cắt đi. Thấp quá anh em ạ, không nhìn thấy rõ, và mình sẽ phải làm cái ấy cao lên để quay cho nó rõ. Và khi anh em vào ghép thì hãy chuẩn bị một số cái vật dụng như là dao hoặc là kéo để cắt những cái thân để mình ghép vào. Và nếu mà anh em không có cái giấy chuyên dụng để ghép thì lấy những cái túi bóng ni lông cũng được, cũng không cần phải là giấy chuyên dụng. Bởi vì là khi mình đi vào vườn ghép, nó mới chỉ ghép 1-2-3 cây thì là đi mua cái giấy chuyên dụng thì nó cũng rất là khó. Vì vậy là mình tận dụng cái giấy bóng ni lông cũng được. Thì ví dụ như anh em chuyên về hồng hiếc thì đa số là cũng là người dân, túi bóng túi ấy rất là nhiều. Vì vậy là mình sẽ tận dụng.
Đây là một cái cành mà mình lấy ở một cái cây nào đó, mình cảm thấy là cái cây kia là giống tốt, quả to thì là mình sẽ lấy, và mình sẽ chọn lấy 3 mắt hoặc là 2 mắt, cái đấy là tùy mình, hoặc là 1 mắt cũng được. Và cái cành này là mình ghép ghép cành trước nha anh em nhé, và tí mình sẽ ghép mắt sau, ghép cành. Mình lấy 2 mắt, vì vậy là mình sẽ vát như thế này nhé. Cũng có rất nhiều cách anh em ạ, vì vậy là ghép kiểu gì cũng được. Vát cả đằng sau cũng được, và vát riêng một bên cũng được, cái đấy tùy anh em. Và mình sẽ chẻ chẻ một cái đường đấy, chẻ chẻ một tí ở bên cạnh thôi nhé, không 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 chẻ nhiều, chẻ vào nhiều thì nó cái cành ghép mình là không tương đồng với cái cành này thì là nó rất là khó. Và mình sẽ chẻ ở bên sườn để nó tương đồng với cái cành ghép, cái mặt cành ghép với cái thân ghép thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và mình sẽ dùng cái túi ni lông, túi bóng cũng được, không cần, cái này là không quan trọng nha anh em nhé. Mình cứ quấn thật chặt, và nếu mà anh em không có cái túi bóng để chụp thì quấn như này lên cũng được, nó rất là đơn giản. Và mình đã chuẩn bị được cái túi túi bóng, cái túi này là chuyên làm cái sữa chua cho trẻ con ấy. Thì là mình chỉ chụp xuống và mình quấn thôi, nó rất là đơn giản. Chỉ như vậy thôi là đã hoàn thành một cái cành ghép nhá. Đây là ghép ghép cành. Còn mình sẽ chuyển sang cái cành này để ghép ghép mắt nha anh em nhé. Này mình sẽ ghép mắt nhé anh em nhé. Cũng cắt đi. Và cái này là ghép mắt. Đây, mình sẽ xác định một điểm để mình ghép vào. Thì là mình sẽ vót đi. Vót cái vỏ đi và vào một tí gỗ nha anh em nhé. Trượt mỏng một đi đi một ít vỏ và một ít gỗ. Và mình sẽ tiếp tục chọn lấy một cái mắt ghép, và mình cũng làm tương tự. Mình cũng chỉ lấy một cái khoanh vỏ và một ít gỗ, mà mình ước chừng nó dài như thế nào và mình sẽ ghép vào đây, nó tương đương với cái khoảnh mình bớt đi. Nếu mà dài quá thì anh em lại có thể là cắt đi một tí để nó vừa với cái mắt ghép thì là nó sẽ dễ dàng sống hơn. Rất là đơn giản thôi anh em ạ. Thì mình cũng không cần phải buộc hết, chỉ buộc hai bên trên và bên dưới. Và mình sẽ làm mỏng cái giấy bóng ra và mình bọc qua một lớp như thế này là để nước nó không vào nhé. Và mình sẽ quấn cả cái ngọn trên
và buộc vào. Vậy là đã hoàn thành một cái mắt ghép. Đây là ghép mắt. Và cái này mình lại chuyển sang ghép cành nhé. Mình lại tiếp tục cắt đi. Con dao phải thật sắc thì những cái vết cắt của mình nó mới sẽ ngọt và nó không có gợn. Cái này là mình lại gọt hai bên nhé, gọt hai bên. Gọt hai bên và mình cũng chẽ cạnh. Và mình cũng chạy cạnh nha anh em nhé. Này, và mình cũng chạy cạnh. Đây, mình vót hai bên. Và cắm xuống, buộc lại. Rất là dễ dàng thôi anh em ạ. Và khi anh em đã ghép được cái cành hồng vào một cái thân và mình sẽ phải đến cái mùa nó đâm chồi thì mình sẽ phải về kiểm tra xem là những cái thân già bên dưới nó có mọc mầm hay không. Nếu mà mọc mầm thì mình bớt đi, mình nhổ bớt đi để nó nuôi mỗi cái thân mình ghép này thôi. Nó sẽ chắc chắn đảm bảo sống hơn. Nếu mà không, mình không bỏ đi và nó sẽ nuôi vào cái mầm ở thân mẹ thì là nó sẽ bỏ và không không nuôi dưỡng cái mắt ghép thì là nó sẽ khó sống. Vậy là mình đã chia sẻ được ba cái kiểu ghép và mình đã ghép xong, hoàn thành một cái cây ghép và ghép ba kiểu. Đây là ghép cành, đây là ghép mắt và đây cũng là ghép cành nhưng mà vát hai bên và cái này vát một bên. Nó rất là đơn giản thôi nhá anh em nhé, rất là dễ dàng cho những anh em vừa mới bắt đầu vào học ghép và ghép đào, ghép mận thì cũng vậy thôi. Và bây giờ là đang vào cái mùa ghép cây hồng thì là mận với đào thì là nó đào thì vẫn được anh em ạ, đào mận vẫn được, hồng thì cũng đang tầm rồi. Bây giờ là ghép là rất là tốt, và cái thời điểm này là nó không hút nước nhiều và nó chỉ tầm mà nửa tháng nữa là nó sẽ đâm chồi nảy lộc. Thời tiết vào xuân và nó sẽ đâm chồi nảy lộc và mình sẽ lại tiếp tục một cái hành trình chăm sóc phun và bón phân thôi. Và mình cũng chia sẻ như vậy thôi và mình sẽ tạm dừng kết thúc video tại đây.
Hẹn gặp anh em trong những cái chuyến đi rừng, chuyến và thăm vườn lần sau để xem cái cây ghép nó có đạt được kết quả như mình mong muốn hay không. Thôi, chào anh em. Anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực làm ra nhiều video mới và bổ ích hơn. Chào anh em.